Xin chào mọi người. Hôm nay mình đã ra sân bóng rồi. Rất là lâu mới ra sân bóng thì hôm nay sẽ làm một clip đặc biệt. Hôm nay có một bạn thủ môn, bạn ấy côn cho mình bảo là em bắt hay vãi đái luôn. Vô đối luôn. Ở đội tuyển Pháp luôn anh. Ở tuyển Pháp luôn, đồng đội của Pogba luôn các bạn ạ. Vâng. Đây. Tại sao thế? Thủ môn Phương Cô Dương hôm nay sẽ đến là thử anh Phúc, xem anh Phúc có sức được vào không. Ở đây có cả con to, con bé, thích chơi con nào? Khả năng em thích con to hơn. Em thích con to đúng không? Chân lớn luôn anh ạ. Rất tự tin luôn. Được anh ạ. Ở đây là có 1, 2, 3, 4 và cả anh của Dưỡng là 5 người đúng không? Dạ. Thế là bây giờ là anh. Alo anh. Sổ anh đến từ Juventus luôn này. Ronaldo. Ronaldo. Đây là Ronaldo nhỉ, lớn anh ạ. Đây là Ronaldo lớn. Còn đây là Ronaldo nhí. Đây là Ronaldo nhí. Rồi. Thế thì bây giờ là 1, 2, 3, 4, 5 người sút thì chắc là mỗi người sẽ sút 2 quả đây. Vâng, được. Và nếu mà Dưỡng bắt được trên 5 quả thì Dưỡng thắng. Vâng. Ôi, vỡ mặt rồi. Sợ dần trước đấy, dọa trước đấy. Và... bạn mập đây, bạn mập sút này, quả bạn mập sút rồi. Cũng Juventus đốt. Đây. Đồng đội ở nhau đồng anh đội, rồi. Ok, và nếu mà Dưỡng bắt được trên 5 quả thì Dưỡng thắng và sẽ được phạt anh em. Vâng. Anh em luôn. Wow. Đâu, nhưng mà nếu mà Dưỡng thua thì anh em sẽ phạt. Phạt. Làm anh em siêu okay nhân. Không? Ok. Ok. Ok, chúng ta sẽ đến với khúc gôn nhá. Đây là gôn tôi sẽ bắt nhá các bạn nhá. Gôn to, đây là gôn chuẩn của khăn 11 sao anh nhỉ? FIFA, chuẩn FIFA thì, luôn. Lần đầu tiên em thấy gôn này, bình thường đá quê chỉ có gôn 7 bé bé này thôi. Chứ chưa thấy gôn to này đâu. Sờ đến sao? Sờ nào không? Ui ơi. Luôn đến luôn. Nhưng không sao, đây coi như là thử thách luôn anh ạ. Ôi. Thử thách. Quá khỏe luôn. Ok. Bắt được 5 quả là thắng phải không anh? À, bên nào nhiều hơn thì thắng thôi. Tức là phải bắt được 6 quả nhỉ? 5 quả là hòa đúng không? 5 năm thì là hòa đúng không? Được. Thì là vẫn thêm một quả chung kết được. Nha. Ok. Okay. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Ok anh. Em sẵn sàng rồi. Máu anh. Rồi. Trời ơi, vợ Phương Yêu Dưỡng trời nắng chang chang mà cũng đi ra đây được. Các bạn thấy không? Ở tít đằng xa kìa. Máu thật, máu cả chồng. Nếu mà không phải bầu to quá là cho vào đá luôn đấy. Bây giờ mà đá thì sợ mỗi là thằng con nó lại tòi ra thì chết. Tháng sau đẻ rồi à? Ok. Rồi chúng mình sẽ đá từ đây nhá. Tức là khoảng tầm đây là 11 mét này. Thì đây là khoảng tầm 12-13 mét. Ok. Còn sợ gần quá không anh? Chắc gì đá đã vào ông nội tinh tướng em... Nhìn thấy kìa. Thủ môn hơi bị to đấy. Anh Dưỡng bự con. Ok, ai sẽ là người đầu tiên nào? Em mở màn luôn anh ạ. Ok, như vậy là Văn Anh sẽ là người mở màn luôn. Theo em tự tin em đá tung lưới anh Dưỡng không? Em 100% luôn anh ạ. 100%. Ok anh ạ. Em 100% luôn anh ạ. Phương Công Dương có phải đang là... anh không tin lắm. Ok, người đầu tiên chốt nha. Ok. Gần lại thôi. Nãy giờ Dưỡng nó giả vờ ấy. Game này khó anh ơi. Nãy đang đá chấm này, bây giờ bảo đá lùi ra xa là rất khó. Không quả đâu em nhà. Từ từ đã, bình tĩnh thôi. Lượt dưa ai của em ấy. Ê, bây giờ thảo luận góp ý nhau đi nào. Hay để cho đấy không? Từ từ. Thôi để anh Ronaldo lớn anh đá trước đi, tại vì anh nghĩ dù sao cũng đá với ở Dưỡng nhiều rồi, anh nghĩ có sẽ anh nghĩ sẽ nắm bắt được tâm lý của Dưỡng hơn. Anh còn chẳng hơn cả em cơ. Anh chơi trước đi anh. Tất cả mọi người tin cậy anh. Ok. Anh. Wow, ăn mừng anh. Không biết ăn mừng. Không biết ăn mừng nữa. Ok, không sao. Như vậy là một điều rồi. Rất may mắn cho chúng ta là tỷ số đã được. Đây là Ronaldo con anh ạ. Ronaldo con. Tức là một điều rồi. Ok. Một điều ạ. 1-1. Ok, vừa xong mà Ronaldo to. Bố. Ronaldo bố à? Bây giờ Ronaldo con sút à? Ok. Dứt điểm. Hai một rồi. Mới 2 quả. Cảm giác bây giờ sao? Em vẫn tự tin là em vẫn có cơ hội chiến thắng. Quả đầu bắt rất hay đúng không? Dạ. Quả sau rất hiểm quá không bắt được. Ok không sao, vẫn còn hy vọng đúng không? Dạ. Ok. Cố gắng. Thôi, lượt sút thứ tư rồi. Quả này em không tin tưởng vào kiệt béo anh ạ. Kiệt béo khủng long. Với đôi chân phải nói là cái số 3 vòng vòng chân to ngang số Beto Carlos thì liệu có tung lưới ở giữa không? Sút đi em. Ôi trời ơi.
hỏng quá. Không người tin nổi. Không phải, ở ngoài nãy tập, tập ở ngoài sút rất kinh, tập ở ngoài sút góc trái, góc phải, các kiểu con là điểu thế mà. Ở vào sân sút lại toàn trượt thế này. Để anh Phúc à. Chà, gặp idol. Ok, bây giờ để anh Phúc nha. Ok, bây giờ tỷ số là 2 đều đúng không? Nguy hiểm quá các bạn. Anh Phúc to bự. Không phải, cảm giác mình thấy là cái gôn nó mà khi nó to lắm, nhưng mà không phải thấy Dưỡng ở đây. Cái gôn nó lại bé đi là sao nhỉ? Anh Dưỡng bự con mà anh. Dưỡng rất là to con đúng không? Anh Dưỡng bự con solo với cả anh Phúc bự con. Chân quá, ngứa chân. Nguyên đang định đá thì ngứa chân. Chứ rồi anh Phúc ơi, tí nữa kiểu gì bị anh Dưỡng cho lại này anh Phúc ơi. Kim Lan Trường, Kim Sơn Chi, Minh Du Kỳ, Trang Hồng. Trời ơi, chết rồi. Không phải tin nổi. Sút vợt thế này thì chết nhỉ. Quá quá thất vọng. Cảm giác thế nào? Vô lý nhá. Xin lỗi mọi người. Không phải tin nổi. Chắc là nhả thôi. Không phải. Anh em với nhau lâu năm. Không phải nhả đâu. Sao bóng nó nhẹ nhỉ? Cảm giác là mình này, mình mới đá nhẹ một cái thôi bóng nó bay vọt xà luôn rồi. Tức là anh đã đánh nhẹ thôi. Mỗi khi em mới đánh nhẹ. Hôm nay là do anh Dưỡng bắt quá hay không phải đánh nhả anh ạ. Không sao, chúng ta vẫn còn cơ hội đúng không? Ok, bây giờ cho anh Phúc mở màn luôn này. Không, chúng ta lại mời tiếp tục người đến từ ngoài hành tinh. Ronaldo của chúng ta. Ronaldo. À. Tất cả trông cậy vào anh. Ở đây tôi sẽ sút căng đấy các bạn. Anh đóng thẳng mặt cho em. Đóng thẳng mặt. Vỡ alo luôn. Mỗi phút giây lại càng bay lên cao. Dường như với tôi muôn đám mây đang ngoài trôi lững lờ. Giống anh Phúc. Hai người giống nhau. Đều vọt. Tình cảm anh em có chắc bền lâu. Tại sao lại như vậy? Hình như là bóng này đá càng mạnh thì nó càng bay cao các bạn ạ. Đây là bóng fake anh ạ. Bóng này đá. Bóng này đá càng mạnh càng bay cao. Không phải tin nổi luôn. Vừa xong mình thấy có khi đá nhẹ thì lại không lại sệt mà đá mạnh lại bổng. Okay, bây giờ anh Phúc sút thứ hai luôn nha. Ok ok. Cố bắt được một quả của anh Phúc nào. Ok nha các bạn nhá. Anh sút vào giữa bóng ấy. Như vậy là tỷ số bây giờ 3-2 đúng không? Chắc có 4. 3-2. À không. 4-2 chứ. Đúng chắc 4-2 đấy. Tên mình sút xịt hai quả mà anh. Sút xịt hai quả 4-2. 4-2. Ôi giời ơi. Quả này mà anh đã trượt là anh trông cậy hết chúng mày nhá. Ok anh cứ yên tâm. Sao lại thế nhá? Chặt chân đi. Hai cú sút nó đều xèo sàng ngang một chút xíu luôn. Ôi Việt Anh ơi, quả này vất vả anh em mình rồi, lại phải gánh tem nhỉ. Quả này để em đi. Thôi rồi. Ok, quả này để Việt Anh nhá. Không phải tin nổi là cả hai lượt sút đều vọt xà. Chắc anh Phúc thấy anh Dưỡng to quá. Đó, nên anh Phúc mới sợ. Vô lý thật. Hôm nay gặp khách mời đây là mình bị tâm lý hay sao ấy. Với anh ơi, quả này mà bây giờ tỷ số là 5 rồi em ạ. Quả này mà em đã trượt là anh em mình thua ấy. Cố lên. Mẹ na. Thôi đi anh. Như vậy là bắt được 6 quả rồi đúng không? Thôi nhưng mà cứ đá nốt đi. Cứ đá nốt đi anh. Dù sao chúng ta lấy danh dự anh ơi, lấy danh dự. Văn Anh. Ok ok. Anh em đâu rồi? Lấy lại danh dự đi nào. Anh đá chỗ đi. À Văn Anh đá chỗ đi. Cố lên em ơi. Đây là vô tuyết của anh. Tại sao lại như vậy nhỉ? Đây là vô cao su. Không các bạn, hôm nay đúng là thủ môn đến từ nước Pháp có khác. Không phải tin nổi. Ok, Văn Anh. Ghi bàn đi em. Tại sao lại như vậy? Không, tôi nghi ngờ là bóng này đã bị yểm bùa. Hôm nay là có yểm bùa ở đây. Đây, yểm bùa đây. Có cầu thủ nhảy ra đây. Cầu thủ 8 tháng ra yểm bùa làm chúng tôi sút toàn vọt xà nãy giờ. Sao nay toàn vọt xà nhỉ? Không phải tin nổi luôn. 8 tháng rưỡi. Như vậy là mình bị 3 quả vọt xà này cộng với cả 1 quả sút ra ngoài, đấy là 4 quả là không phải làm gì cả. Có đúng không? Cái video này em đề nghị anh Dưỡng mỗi khi đi quay không nên mang vợ đi anh ạ. Đúng là mang vợ đi yểm bùa trong rồi. Trong 1 tháng. Không phải tin nổi. Anh em nào. Này mà vọt xà lên đi. Ui giời ơi. Thôi xong. Rồi. Thì bây giờ em thắng rồi thì bây giờ bọn anh sẽ chịu phạt nhá. Tem của anh sẽ chịu phạt nhá. Ok ok. Thì bây giờ phạt mỗi người đá một mông quả. Đó, chồng mông cho xong em đá vào. Nhưng mà em đá từ xa đúng không? Đã gần thôi. Thế thì chết à. Bây giờ không phải em phải đá.
bây giờ này, thôi, đây. Đang gần gần thôi. Sút xa. Em phải để từ chỗ này này, xong nhưng rồi. Mà sút xa thì chẳng may vào đầu em ấy. Đây này, xong rồi tất cả mọi người cùng đứng vào đây. Cho em sút. Okay, nhá. Okay, em sút trúng ai thì trúng. Okay. Quả này mà ai trúng bông thì đen, anh ạ. Anh vào đây. À, do ăn ở. Không, anh thua thì anh cũng phải vào chứ. Rồi tất cả mọi người đứng vào đây này, đứng nhìn, vào. Nhìn mông anh này này. Rồi mọi người đứng vào đây. Cái mông này là to nhất. Bây giờ team anh Phúc sẽ bị chịu phạt nha mọi người nha. Đó. 5 người vừa thi đấu thua bây giờ sẽ chổng mông lên và tôi sẽ sút quả bóng này. Đó. Người nào đen thì người sẽ chịu nha. 1 2 3. Không phải. Chúng đâu? Chúng mông phải. Chúng mông phải à? Không phải, mà là em to quá. Ui ôi, các bạn nhìn là em này lớp 9 nhưng mà so với bạn này lớp 9 này nhìn này. Em lớp 7. Ui mất 7 á. Nghe bạn cái lớp 9 còn bé tí kìa. Đấy, đấy, mà... đấy, ok.